Nhan sắc ngọt ngào của Á hậu Miss Go Việt Nam 2023. Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên là hai người đẹp xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 Miss Go Việt Nam 2023. Tối ngày 22 tháng 7, chung kết Miss Go Việt Nam 2023 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Ý Nhi. Bên cạnh đó, ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt gọi tên Đào Thị Hiền, Huỳnh Minh Kiên. Á hậu 1 Miss Go Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền số báo danh 064. Người đẹp đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội. Cô là em gái của người đẹp Đào Thị Hà, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2022, Đào Thị Hiền thi Hoa hậu du lịch Việt Nam và lọt vào top 5 chung cuộc. Tại Miss Go Việt Nam năm nay, cô lọt top 5 người đẹp du lịch, người đẹp nhân ái. Ngay từ đầu, Đào Thị Hiền được nhận xét là ứng viên nặng ký. Cô sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 86-63-90cm. Đào Thị Hiền sở hữu nét đẹp phúc hậu, là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất. Cô được khán giả nhận xét có sắc vóc toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch. Ở phần thi ứng xử, Đào Thị Hiền nhận câu hỏi từ diễn viên Vân Trang, có người nói mạng xã hội sẽ mang những người lạ kéo gần lại hơn, cũng đẩy người thân ra xa hơn. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Ngay sau khi nhận câu hỏi, Đào Thị Hiền đã có phần trả lời vô cùng tự tin. Cô đáp, điều đó cũng đúng vì có một điều không thể phủ nhận, mạng xã hội là cuộc cách mạng của sự kết nối. Bên cạnh đó, nếu quá lạm dụng, nó có thể khiến ta mất đi các giá trị truyền thống như gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự trân trọng những khoảnh khắc trôi qua và những người bên cạnh chúng ta, dù sự kết nối vô hình hay hữu hình, trái tim chúng ta vẫn sẽ hướng về nhau. Em tin là chúng ta sẽ phân biệt được thế giới ảo, thật và trân trọng những người ở bên cạnh. Á hậu 1 Miss Go Việt Nam 2023, Huỳnh Minh Kiên số báo danh 512. Được đánh giá là ngự chiến có thể tạo bất ngờ, Huỳnh Minh Kiên số báo danh 512 sở hữu vẻ ngoài cá tính nhất top 40 Miss Go Việt Nam 2023 với đường nét sắc sảo, phong thái tự tin. Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo 3 vòng 80-61-90cm. Hiện là sinh viên Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi thơ nhiều biến cố khi mẹ ly dị hai lần, thiếu tình thương của cha đã dạy Minh Kiên trở nên mạnh mẽ, tự lập. Cô gái Ninh Thuận lọt top 5 người đẹp thể thao, người đẹp thời trang và top 16 người đẹp nhân ái. Ở phần thi ứng xử, Huỳnh Minh Kiên nhận câu hỏi từ Hoa hậu Lương Thùy Linh, bạn có suy nghĩ gì nếu chat được sử dụng trong ngành giáo dục Việt Nam? Cô trả lời, chat là một công cụ dùng để tìm kiếm giống như Google nhưng được cải tiến hơn. Nếu đưa vào ngành giáo dục, chúng ta phải biết chắt lọc, chúng ta phải hiểu nó dùng để tham khảo, tham vấn chứ không lạm dụng. Tôi đề cao bộ não, trí tuệ của con người luôn vĩnh cửu. Cả thế hệ trẻ và thế hệ sau này sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai, và biết chắt lọc mọi thông tin, dùng bộ não để sáng tạo nhiều hơn, không phụ thuộc vào chat quá nhiều.